chào đón mùa hè sôi động đầy nắng và gió. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý khán giả bộ sưu tập mới mang tên Sắc Hoa Mùa Hè của nhãn hiệu Sifa Fashion. Vẫn là những bộ đầm với kiểu dáng mang phong cách trẻ trung và cá tính. Thế nhưng những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập mới Sắc Hoa Mùa Hè của thời trang Sifa lại thu hút các bạn gái trẻ bởi sự phong phú và đa dạng về màu sắc và họa tiết hoa văn. Độc đáo bởi sự pha trộn của các mảng màu và những họa tiết, những mẫu thiết kế của Sắc Hoa Mùa Hè rất phù hợp với không gian, với những bản hòa ca vui nhộn của nắng, của gió, của mưa, của cỏ, cây, hoa lá, của tiếng chim cùng những chú ve. Nào, chúng ta hãy cùng ngắm nhìn các bạn nhé. Từ vẻ đẹp tươi tắn với tất cả các cung bậc màu sắc cho đến sự nhẹ nhàng thanh lịch của những đường nét thiết kế, tất cả đã mang lại cho bộ sưu tập một sự giao thoa thật hoàn hảo trên từng bộ đầm, mang lại cho bạn gái trẻ nét duyên dáng tươi xinh. Trong tiết trời của mùa hè rực nắng, những con phố, những hàng cây dường như cũng lấp lánh ánh vàng, lung linh khoe màu áo mới. Hòa mình cùng sắc hè sôi động ấy với ý tưởng nhắm tới sự hòa quyện uyển chuyển của thiên nhiên và con người, hai yếu tố chủ đạo của bộ sưu tập Sắc Hoa Mùa Hè, các nhà thiết kế đã khéo léo mang lại một bản hòa âm đầy màu sắc, làm dịu nhẹ không gian oi ả vốn có của mùa hạ. Này là sắc vàng tươi hồng của nắng, sắc hồng, sắc đỏ của hoa, của cỏ cây vào hạ. Những mẫu đầm dạo phố của Sifa như thêm thu hút mọi ánh nhìn của người đối diện bởi sự trẻ trung và duyên dáng, luôn điểm trang cho người mặc chúng. Đã từ lâu, trang phục của thời trang Sifa vẫn được chị em phụ nữ yêu thích bởi sự hài hòa của ba yếu tố: kiểu dáng, chất liệu cùng các sắc màu tươi trẻ. Bên cạnh các loại chất liệu chuyên biệt dành cho mùa hè như linen, xô, gân, von, thun, trong mỗi bộ sưu tập, các nhà thiết kế đều chú trọng đến các chi tiết sao cho phù hợp với từng độ tuổi của phái đẹp, nhưng vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế của riêng mình. Đó chính là tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, duyên dáng và tươi trẻ cho chị em phụ nữ. Là một trong những nhãn hiệu thời trang được nhiều chị em phụ nữ yêu thích từ nhiều năm qua, với những nỗ lực của mình, Sifa Fashion luôn cố gắng mang đến cho những khách hàng của mình những bộ sưu tập mới, đẹp, cập nhật khuynh hướng thời trang theo từng mùa trong năm. Sự sáng tạo của Sifa Fashion luôn được đánh dấu bằng những mẫu thiết kế mang tính phong phú và đa dạng, với nhiều dòng trang phục phù hợp với mọi độ tuổi cũng như mọi không gian thời gian. Đến với Sifa Fashion, các bạn gái khá dễ dàng khi chọn lựa những bộ trang phục công sở, dạo phố và cả những bộ đầm đơn giản cho những buổi tiệc nhẹ hay những bộ đầm lộng lẫy dành cho những buổi dạ hội. Chính vì vậy, nhãn hiệu thời trang Sifa luôn luôn nhận được sự ưu ái của chị em phụ nữ trong mọi độ tuổi. Quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm nhiều mẫu thiết kế khác tại cửa hàng số 70 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như nhiều cửa hàng khác nằm trong hệ thống Sifa Fashion trên toàn quốc, hoặc tham khảo trên website www.sifafashion.com.vn.